thì danh của Ngài là trên hết mọi danh, Chúa trên muôn Chúa, vua trên muôn vua, chúng con đáng tôn thờ danh của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, xin Chúa cũng chúc phước cho Ngọc Trinh buổi tối ngày hôm nay để hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu, xin Chúa chúc phước cho Ngọc Trinh được sự đầy ơn của Chúa, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Và nhân danh Chúa Giêsu, xin Chúa cũng ban cho tất cả anh chị em chúng con để buổi tối ngày hôm nay để hòa đồng với lời ca tiếng hát tiếng đàn, để chúng con tôn vinh danh của Ngài trong buổi tối ngày hôm nay, được gặp gần trong thánh linh của Ngài nữa. Cha ơi, con cảm ơn Ngài. Hallelujah, con ngợi khen Chúa và con nhân danh Chúa Giêsu, xin Chúa cũng chúc phước cho tất cả anh chị em chúng con từng người một ở trong phòng nhóm này để lên kịp, để đến giờ kịp giờ để tôn vinh danh của Ngài, sau cũng nghe lời Chúa nữa. Cha ơi, xin quý Chúa cũng bao phủ cho tất cả anh chị em chúng con, trước khi cho anh chị em chúng con nghe lời Chúa thì xin quý Chúa bao phủ cho gia đình dòng dõi hậu tự của chúng con cũng được sự bình an trong dòng huyết của Ngài. Hallelujah, con ngợi khen Chúa, nhân danh Chúa Giêsu, xin Chúa cũng ban ơn cho mục sư nào chia sẻ lời của Chúa, xin Chúa cũng ban ơn cho ông cũng được sự đầy ơn của Chúa, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Xin Chúa cũng ban cho ông cũng có sức mới mạnh mẽ để ông chia sẻ lời của Chúa cho chúng con, để từng người, mỗi người chúng con, để dầm thấm trong tâm trí chúng con qua lời của ông chia sẻ, thì xin Chúa cũng mở mắt, mở lòng, mở tâm, mở trí cho chúng con, để chúng con nghe, để chúng con hiểu, chúng con làm theo lời của Chúa chỉ dẫn cho chúng con, để chúng con không phạm tội cùng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah, con ngợi khen Chúa. Chúa ơi, giờ đây con dâng tất cả ban thờ phượng là Ngọc Trinh và tất cả anh chị em chúng con, để anh chị em chúng con hòa đồng với lời ca tiếng hát, để gặp gần trong thánh linh của Ngài. Con dâng tất cả những lời cầu nguyện của con và tất cả phòng dung này trên lãnh cánh tay quyền năng của Cha. Chúng con nói rằng chúng con yêu Ngài và chúng con cúi đầu thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Thì giờ này chúng ta hãy đến với Chúa mà ngợi khen Chúa của chúng ta. Hallelujah.
Ngờ trên đỉnh của
Thank you.
cha. Nhiều bác người viên quan thiên đàng rồi dân hãy ngã khu ca muôn đời. Chúa đất tìm mời Chúa che thay tôi trong tim tôi vang khúc ca vui. Cuộc đời này càng thêm ý nghĩa cho
Cha ban niềm vui mỗi ngày càng gần Chúa, khiến con luôn luôn bình an. Ngài ban sức mạnh để con luôn là vì Cha. Trọn đời càng gần Chúa, một đời này tận hiến cho Ngài. Lòng con vui thoáng thấy linh Cha ban niềm vui mỗi ngày. Phiên dịch cũng như là người diễn lời Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. Good evening, everyone. Chào buổi tối hết thảy quý ông bà anh chị em. It's good to be back in Thiên Ai Church Come Out again. Yeah, và thật là phước hạnh khi mà ngày hôm nay tôi lại có cơ hội được quay trở lại Hội Thánh Thiên Ái và chia sẻ lời Chúa cho quý ông bà anh chị em. Good to see all the beautiful and handsome faces that is here tonight. Yeah, và thật là tốt lành khi mà được nhìn thấy quý ông bà anh chị em với những gương mặt rất là tươi tắn, rất là xinh đẹp, rất là tốt đẹp ở trong Chúa. Oh, thank you, Thiên Ai Church, for this time of sharing the word of God. And thank you, Sister Ruth, for translating tonight. God bless you. God anoint you. Yes, thank you. Xin Chúa ngài chúc phước cho quý ông bà anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Hallelujah. Before I get into the word, I would like to get the two worship young lady who was leading us in worship back on screen. I want to pray for them. Yeah. Và trước khi bắt đầu giờ nhóm buổi tối ngày hôm nay thì tôi xin được cầu nguyện chúc phước cho hai bạn nữ thờ phượng Chúa, hai bạn trẻ bạn nữ à. Hai bạn thờ phượng Chúa lúc nãy. Hallelujah. Can I get them back? Can I see them on Zoom? Yeah. Và các bạn có cách nào để có thể cho ông mục sư thấy được các bạn để cầu nguyện không ạ? Right, I see them. Right, these two young anointed servant of God, young as they are, God has anointed them to lead people into worship. Yeah. Và Chúa ơi, xin ngài giấy hai bạn trẻ này lên trong sự thờ phượng Chúa. Hallelujah. I want to by faith anoint them with the anointing oil and I want to pray for them. Yeah. Và bởi đức tin ngay thời giờ này thì tôi sẽ sức dầu cho hai bạn và cầu nguyện cho hai bạn ạ. Can you both lift up your hand and lift up your head and lift up your heart to God? Yeah. Và xin mời hai bạn hướng lòng về Chúa, giơ tay hướng về Chúa và sẵn sàng để nhận lời chúc phước. Hallelujah. Father, I just want to anoint my two young sisters in the Lord with your anointing oil. Yeah. Và Chúa ơi, ngay thời giờ này đây con sức dầu cho hai bạn trẻ này. As I anoint them with oil, I pray you release the anointing of Holy Spirit to come upon them in a greater measure.
Và xin Chúa Ngài, bởi dầu của Ngài Thánh Linh Ngài tác động trên các bạn và đến trên các bạn ngay thời giờ này. I pray that you will raise them up to be worship leaders that will honor you and bring glory to your name. Yeah. Và Chúa ơi, con cầu nguyện để Chúa Ngài dấy các bạn lên trong chức vụ hướng dẫn thờ phượng và dâng vinh hiển lên cho Ngài. I pray that your Holy Spirit will touch them, will teach them to lead your people into your presence. Chúa ơi, con cầu nguyện để Thánh Linh Ngài đến động chạm trên các bạn một cách mạnh mẽ và các bạn dẫn đưa dân sự của Chúa bước vào trong sự hiện diện của Ngài. I release the gift of worship to come upon both of them in Jesus' name. Con khai phóng sự sức giàu và sự thờ phượng của Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ đến trên các bạn ngay thời giờ này. Amen. 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 I just have a word for you too. My two young, lovely worship leader. Yeah. Và tôi cũng có lời cho hai bạn ngay thời giờ này. God has a good plan for you. God will use both of you to bring people into His presence. Chúa Ngài sẽ dùng các bạn như là những người hướng dẫn thờ phượng để đem sự hiện diện của Chúa đến trên dân sự của Ngài. As you continue to lead, to worship, to lead in worship, God is going to use you in a mighty way. Yeah. Và các bạn, nếu các bạn cứ trung tín trong sự phục vụ Chúa, trong sự hướng dẫn thờ phượng này, thì Chúa Ngài sẽ thực hiện công tác của Ngài một cách lớn lao ở trên các bạn. As you lead the people of God in worship, God is going to draw them into His presence. Yeah. Và khi các bạn hướng dẫn thờ phượng thì Chúa Ngài sẽ làm cho dân sự của Ngài đến gần với Chúa càng hơn qua sự thờ phượng của các bạn. So keep on worshiping God, keep on leading people into the presence of God through worship. Nên là hãy cứ tấn tới và hãy cứ trung tín, hãy cứ phục vụ trong sự hướng dẫn thờ phượng và Chúa Ngài sẽ sử dụng các bạn một cách lớn lao. Amen. 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 God bless you. God empower the two of you in Jesus' name. Chúa Ngài ban phước cho các bạn và Chúa Ngài bổ sức cho các bạn, ban quyền năng cho các bạn trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you. God bless all of you. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Right. Before I start the message, which is going to be a very short one. Và trước khi tôi bắt đầu chia sẻ lời của Chúa thì tôi cũng muốn chia sẻ điều này. I want to say something to all of you and to Chennai Church. Và tôi có đôi lời muốn gửi đến tất cả quý ông bà chị anh chị em tại Hội Thánh Thiên Ái. Right, I am here to be a blessing to all of you and I'm here to minister to all of you I got all the time whenever I'm in Chennai Church. I have all the time that is available to you. Và thì giờ này thì tôi ở đây để chúc phước cho quý ông bà anh chị em và tôi ở đây để Chúa Ngài sử dụng tôi qua đời sống của tôi thì có lời cho quý ông bà anh chị em. Which means to say, whenever I'm in Chennai Church through this Zoom service, I cancel all my other appointment, my time and my focus it with all of you. Và ở tại phòng nhóm Zoom này thì tôi dành trọn cái sự tập trung của tôi, sự tập chú của tôi cũng như thời gian và sức lực của tôi dành cho quý ông bà anh chị em ở tại nơi đây. Amen. 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 So if you have any request, any prayer request, anything that you want to say, you want me to pray, just let me know. All right? Don't be afraid. I'm here for all of you. Bởi vì tôi ở đây vì quý ông bà anh chị em nên là nếu quý ông bà anh chị em có bất kỳ nhu cầu nào hay là bất kỳ nan đề nào thì xin hãy thoải mái và chia sẻ với tôi và tôi sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Amen. 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 So I actually supposed to continue my message that I shared last week, but I decided to change the subject tonight. Tối hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà anh chị em về sứ điệp. Tonight my message entitled Spiritual Oxygen. Are you getting it?
Yeah. Và tối hôm nay sứ điệp của tôi đó là oxy thuộc linh, anh chị em có đang hít thở nó hay không? Hallelujah. Hallelujah. Are you getting spiritual oxygen? Yeah. Anh chị em có đang hít thở oxy thuộc linh không? Right, we breathe in, we breathe out, right, 24/7, every second, every minute, right? Yeah. Có phải là chúng ta mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, 24 giờ trong một ngày đều phải hít thở đúng không ạ? Right, we breathe in, we breathe out without thinking, we just do it like normal. Yeah. Và chúng ta chỉ là hít thở thôi chứ cũng không có còn phải suy nghĩ về cái việc mà mình đang hít thở nữa, chúng ta còn chẳng có ý thức về cái việc đó nữa. Right, do you think, my brothers and sisters, when you breathe in, you breathe out, do you stop to think? No, right? Anh chị em lúc mà đang hít thở thì anh chị em có nghĩ đến việc mình đang hít thở không? Right, dạ không, đúng không ạ? We all breathe in without thinking, it's natural. Yeah, chúng ta cứ tự nhiên mà hít thở thôi. You see, breathing, if you stop, take a moment and think, you know, breathing is actually a miracle. Yeah. Và việc hít thở thì nó không phải là một cái việc gì đó nó quá là kỳ diệu hay là kỳ lạ đối với chúng ta hay là một phép lạ gì cả. How many of you can say amen to this, that breathing is a miracle? Yeah. Bao nhiêu người trong số quý ông bà anh chị em chúng ta muốn hít thở trong một trong trong sự muốn right. the minute we stop breathing. Yeah. Anh chị em có thể ngừng thở được hay không? Means what? We are all dead, right? The minute we stop breathing means we already died already. Là nếu mà chúng ta ngừng hít thở thì chúng ta sẽ chết đúng không ạ? So breathing is a miracle that God has given to us. Yeah. Và thật sự quý ông bà anh chị em, việc hít thở là một phép lạ mà Chúa Ngài đã ban cho cho tất cả chúng ta. Right, we don't stop to think about it very much, right? Yeah. Và chúng ta không thể nào ngừng lại trong việc hít thở được đúng không ạ? We just do it naturally. Yeah, chúng ta cứ tự nhiên mà làm rồi tự nhiên mà hít thở thôi à, đúng không ạ? You see, breathing keep us alive. Yeah. Và việc hít thở thì giúp chúng ta được sống. Right. By the same amazing way God has given us as Christian a way to breathe spiritually. Yeah. Và cũng một cái cách kỳ diệu như vậy thì Đức Chúa Trời Ngài cũng ban cho chúng ta oxy thuộc linh để chúng ta hít thở nữa à. Right, God has given us as Christian a way to breathe spiritually for our spiritual well-being. Yeah. Và cái việc hít thở bởi phép lạ như vậy, oxy thuộc linh như vậy thì giống như là cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng ta vậy đó quý ông bà anh chị em. You see, spiritual breathing, like physical building, breathing is a process of exhaling the impure and inhaling the pure. Yeah. Và việc hít thở thật sự là cơ nghiệp của chúng ta, thật sự là sản nghiệp của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta. Right. Spiritual breathing can become a way of life, just like we breathe physically. Yeah. Việc hít thở thuộc linh thì cũng giống như là việc chúng ta hít thở một cách bình thường tự nhiên vậy đó. Right, most Christians, you know, most believers, most average Christians does not understand this concept. Yeah. Nhưng mà có rất nhiều cơ đốc nhân, rất nhiều tín hữu thì không hiểu một cách sâu sắc kỹ lưỡng về chủ đề này. And as a result, you know, lives on a spiritual roller coaster. Yeah. Và vậy nên họ không có thể sống một theo cách mà Chúa định cho họ được. Right. Controlling our own life. Controlling our own life. Yeah. Và họ không có kiểm soát đời sống của họ theo như ý muốn của Chúa được. Right. It will result when we don't breathe in the spiritual food, spiritual what we call a spiritual life of that God has given us, it will result in frustration. Yeah. Và khi mà chúng ta hít thở trong bầu không khí thuộc linh của Chúa thì Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta năng lực và sức mới. Right. On our own strength,
we may at times have a fresh start in life. Yeah. Việc hít thở một cách tự nhiên thì có sẽ cũng có những cái giới hạn nhất định của nó. And very soon we will lose it again. Yeah. Và sẽ sớm thôi thì cái việc hít thở tự nhiên đó thì nó cũng sẽ ngưng lại. Right. Negative thoughts, angry words. Yeah. Và những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc là những cái lời nói giận dữ. Right. Sometimes when we get angry, we slam the door. We bang the table. Yeah. Và những điều đó thì cũng sẽ dần đến một ngày rồi cũng sẽ kết thúc. How can we change all this? How can this change? Yeah. Vậy thì làm sao chúng ta có thể thay đổi được đây? Right. We can change our anger. We can change our negative thoughts. We can change our angry words by learning and applying the concept of spiritual breathing. Yeah. Và chúng ta có thể thay đổi được cái lối suy nghĩ tiêu cực cùng những cái lời nói giận dữ qua việc chúng ta nghiên cứu học hỏi lời của Chúa, học hỏi về chủ đề hít thở thuộc linh này. Right. If as a human being we breathe in, breathe out naturally, why can't we breathe in spiritual things naturally too? Yeah, việc hít thở và hít thở thuộc linh thì cũng giống như là việc hít thở tự nhiên vậy. Right, my brother, my sister, we need to learn to do spiritual breathing. Yeah, và anh chị em ơi, chúng ta cần phải học trong việc là hít thở bằng không khí thuộc linh. Right, we can compare physical breathing with spiritual breathing like this. Yeah. Và chúng ta có thể học được, chúng ta có thể học được cách hít thở thuộc linh. You see, when you exhale or you breathe out. Yeah. Khi mà chúng ta tiếp nhận và chúng ta vươn ra. Right. Now I'm talking about spiritual breathing, right? You exhale by confessing your sin as soon as you become aware of it. Yeah. Và chúng ta có thể hít thở thuộc linh bằng cách chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình ra. And claim God's forgiveness. Yeah. Và công bố sự tha thứ của Chúa cho chính đời sống của chúng ta. Amen. Amen. Just like you breathe in oxygen and you breathe out carbon dioxide. Yeah. Thì cũng giống hệt như cái việc mà chúng ta hít oxy vào thì chúng ta sẽ thải ra khí CO2 vậy. So when we have sin, we breathe out our sin, we confess our sin. Yeah. Khi mà chúng ta hít vào khí oxy thuộc linh thì tức là chúng ta đang hít vào chúng ta công bố xưng tội lỗi của mình ra. As soon as we become aware that we have sins against God. Yeah. Và rồi thì chúng ta xưng nhận những điều đó ra trước Chúa. When we do that, tha thứ của Chúa. You see, when we do that, my brother, my sister, God in His word say He will forgive you. Yeah. Và khi mà chúng ta làm điều đó, hỡi quý ông bà anh chị em ơi, thì Chúa Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. If you have your Bible, you can turn to the book, the first John. Yeah. Và xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta mở trong Giăng Nhất. First John chapter 1 verse 8 and 9. Giăng Nhất đoạn 1 câu 8 và câu 9 ạ. Right, this is what John said. Và Kinh Thánh chép là nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Amen. 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 See, John says that if we say that we have no sin, yeah, then we are deceiving ourselves and the truth is not with us. Yeah. Và ở đây thì Giăng nói là nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta đang tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. And verse 9 says that if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Yeah. Và nếu mà chúng ta xưng tội mình ra thì Chúa Ngài là đấng thành tín công chính, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.
So we do spiritual breathing like this, no? When we know that we have sinned, we confess our sin, we breathe out our sin to God. Yeah. Và chúng ta phải thực hành câu kinh thánh này, và khi mà chúng ta phạm tội thì chúng ta phải xưng tội của mình ra trước Chúa. And we breathe in, inhale God's forgiveness upon our life. Yeah. Và chúng ta tiếp nhận lời này vào trong đời sống của chúng ta. Right. Another way that you can do spiritual breathing is this. You inhale by asking the Holy Spirit to once again control and empower you. Yeah. Và khi mà chúng ta thực hành lời này thì Đức Thánh Linh Ngài sẽ đến và Ngài giúp đỡ chúng ta, ban năng quyền cho chúng ta và kiểm soát đời sống của chúng ta. Right. After you have confess your sins to God, you know, you receive God's forgiveness, you breathe in spiritual breathing by asking the Holy Spirit to once again come into you, to control you, to empower you, to help you from returning to the same sin again. Yeah. Và cũng giống như việc là chúng ta hít, khi mà chúng ta xưng tội mình ra, tức là chúng ta đang can you speak again? Okay. You see, we need to ask, breathe in. We need to ask the Holy Spirit to once again control and empower us. Yeah. Và chúng ta còn cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ban năng quyền cho chúng ta, Ngài làm vững mạnh chúng ta. To help us from committing the same sin again. Yeah. Và để Chúa Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. You see, my brother, my sisters, unless and until you overcome that sin, you will face the same sin again and again. Yeah. Và anh chị em ơi, tôi có điều này muốn nói với quý ông bà anh chị em rằng nếu mà chúng ta không xưng tội mình ra thì chúng ta sẽ cứ liên tục phạm lỗi một lỗi đó hết lần này đến lần khác. Right. I know all of us have our, we are human, we will sin against God. Yeah. Và tôi biết là tất cả chúng ta thì cũng là con người thôi, và chúng ta lần này hay lần khác đều sẽ phạm tội trước mặt Chúa. How many of you experienced that, you know, you are committing the same sin again and again? Yeah. Và bao nhiêu người trong số quý ông bà anh chị em ở đây, chúng ta thấy mình cứ phạm lại một tội hết lần này đến lần khác ạ? You know you are that sins, the same sin is bothering you, is troubling you. Yeah. Và anh chị em cũng biết đó là tội lỗi nó hết lần này đến lần khác, nó cai trị quý ông bà anh chị em, nó làm tan vỡ đời sống quý ông bà anh chị em. Right. Every time you commit the same sin, you ask God for forgiveness, God forgive you, but you're doing the same sin again. Yeah. After that. Và mỗi lần mà quý ông bà anh chị em phạm tội như vậy thì quý ông bà anh chị em cũng xưng tội mình ra và xin Chúa tha thứ đó, nhưng mà rồi về sau thì quý ông bà anh chị em lại phạm nó lần nữa. See, unless and until we learn to overcome that sin. Yeah. Và quý ông bà anh chị em ơi, cho đến khi mà chúng ta đắc thắng được tội lỗi đó, you will face it again and again. Thì chúng ta sẽ cứ đối mặt, đối diện với nó hết lần này tới lần khác. That's why it's very important that I said to you earlier that you need to ask the Holy Spirit to take control of you, to empower you, so that you overcome that sin and you will not commit it again. Yeah. Và như tôi đã chia sẻ vừa rồi thì chúng ta còn phải nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh để có thể đắc thắng được, và để Đức Thánh Linh Ngài ban quyền năng cũng như là kiểm soát đời sống chúng ta để chúng ta có thể đắc thắng. But usually, my brothers, my sisters, we don't give much thought to our physical breathing, right? We don't think so much about our physical breathing. It's because we are doing it every day, every second, every minute, every hour. Yeah. Và cũng như việc hít thở thì chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều, hoặc là chúng ta cứ hít thở thôi, chứ cũng không có suy nghĩ gì đến việc mình đang hít thở nữa. You see, but spiritual breathing is different. Nhưng mà việc hít thở thuộc linh thì lại khác, quý ông bà anh chị em. Spiritual breathing is something that requires conscious action. Yeah. Việc hít thở thuộc linh thì sẽ có liên quan đến việc xưng nhận tội lỗi của mình ra. Right.
a readiness to exhale or confess our sin. Yeah, chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình ra và chúng ta trình dâng nó lên cho Chúa. Và hết lần này đến lần khác. And to inhale or to breathe in or trust God to fill us with his Holy Spirit. Yeah. Và chúng ta trình dâng nó lên cho Chúa và nhờ Đức Thánh Linh Ngài giúp đỡ chúng ta. Right. Don't wait to breathe out or don't wait to exhale or don't wait to confess your sin to God. Yeah, và chúng ta đừng nắng ná, đừng có chần chừ trong việc này. You see, be quick to confess to God our sin. Yeah, và hãy nhanh chóng để xưng tội mình ra trước Chúa. You see, we need to do this like breathing, you know. The minute we need to learn to stop in whatever we are doing, stop. Yeah. Và chúng ta cũng cần phải học cách giống như trong việc hít thở thì chúng ta cũng phải có những cái lúc ngưng nghỉ thích hợp. Right, and learn to confess as soon as we entertain a sinful thought. Yeah. Và quý ông bà anh chị em cũng hãy học cách để chúng ta biết cách để ngăn chặn những cái suy nghĩ tội lỗi ở trong chúng ta. Right. Speak an unpleasant word. Yeah. Những cái lối suy nghĩ nó không tốt, không tin kính ở trong đời sống của chúng ta. Or act on some evil and sinful desires. Yeah. Cùng những cái ước muốn gian ác hoặc là tội lỗi. How many of us do it very fast? How many of us when the Holy Spirit convicts us of our sin, we stop, we drop whatever we do and we come before God and God say, I'm sorry, I've sinned against you, please forgive me. And then we get up and we walk again with God. Yeah. Bao nhiêu người trong số quý ông bà anh chị em chúng ta khi mà phạm tội thì ngay lập tức quay trở lại với Chúa, ăn năn xưng tội của mình ra và cầu xin Chúa Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta, và rồi chúng ta vực tinh thần mình dậy, chúng ta được mạnh mẽ trở lại ở trong Chúa à? Right. We need to learn that, my brothers and sisters. Be quick to confess our sin, be quick to ask God for forgiveness. Yeah. Anh chị em ơi, chúng ta cần phải nhanh chóng, chúng ta cần phải học điều này, đó là phải nhanh chóng để ăn năn xưng tội mình ra trước Chúa và thay đổi những cái lối suy nghĩ của mình. What do you understand by spiritual exhaling? Yes. What do you understand by breathing, spiritual breathing out? Yeah. Và chúng ta cũng sẽ học cách để hít thở bầu không khí thuộc linh, oxy thuộc linh. Right. When we do spiritual exhaling, it is agreeing with God about our sin. Yeah. Và đó là khi mà chúng ta xưng tội mình ra trước Chúa. Whether in thoughts or whether in the things that we do. Yeah. Chúng ta xưng tội mình ra trước Chúa trong tất cả mọi lĩnh vực mà chúng ta đang đối diện nếu mà chúng ta có phạm tội với Chúa. Right, spiritual exhaling is thanking him for his forgiveness and expressing a willingness to change our attitude and our action. Yeah. Và chúng ta hít vào thì chúng ta hít vào đó là khi mà chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và cảm ơn Chúa vì Ngài giúp đỡ chúng ta đắc thắng mọi tội lỗi. My brothers and sisters, you know, we need to practice the breath, practice of breathing spiritually. Yeah. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta cần phải học để hít thở trong bầu không khí thuộc linh này. You see, the practice of breathing spiritually, it enable us in developing a God consciousness. Yeah. Can you speak again? Right. The practice of breathing spiritually help us to develop a God, that means help us to be aware of God that is with us. Yeah. Và khi mà chúng ta học được cách hít thở trong bầu không khí thuộc linh này, thì chúng ta sẽ hiểu được về đường lối của Chúa, cách thức của Chúa. When we are aware of God who is always with us,
Và khi chúng ta nhận thức được rằng Đức Chúa Trời Ngài ở cùng với chúng ta, right, it will help us to revive our heart spiritually and to help us focus on God. Yeah. Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta thay đổi đường lối của mình và chúng ta trọn lòng với Ngài. When we are conscious of God, when we are aware of God, you know, it will prevent us to keep on sinning. Yeah. Và khi chúng ta có được sự nhận thức và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời của chúng ta thì Ngài sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi những cái suy nghĩ hạn hẹp cũng như là những tội lỗi của chúng ta. You see, my brothers and sisters, to inhale spiritually is to claim and receive the fullness of the Holy Spirit. Right? I repeat again, to inhale spiritually is to claim and receive the fullness of the Holy Spirit by faith. Yeah. Và bởi đức tin thì chúng ta sẽ nhận lấy những phước lành, những phước hạnh và ân điển của Chúa dành cho chúng ta. How do you receive the fullness of the Holy Spirit by faith? Yeah. Làm sao để chúng ta có thể nhận lãnh được sự trọn vẹn của quà tặng của ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta được? You see, my brothers and sisters, when you first receive Jesus Christ as Lord and Savior, the Holy Spirit immediately enter your life and never leaves you. Yeah. Và bước đầu tiên đó là chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta tiếp nhận Ngài làm Chúa và cứu Chúa của cuộc đời mình và tin rằng Chúa Ngài ở cùng với chúng ta và không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Right, John chapter 1 verse 12. The Gospel of John chapter 1 verse 12 says that now, as many as who believe in him, he gave them power to become sons and daughters of. Và trong Giăng nhất đoạn 1 câu số 12, Kinh Thánh chép rằng nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Right, if you are sons and daughter of God, you know, God will give you, God promised to give you the gift of the Holy Spirit. Yeah. Và khi mà chúng ta tin nhận Ngài và chúng ta có ý thức về Đức Chúa Trời thì Chúa Ngài hứa sẽ ban cho chúng ta quà tặng là Đức Thánh Linh. Amen. If you are sons and daughters of God. Yeah, và anh chị em chính là những con trai và con gái của Đức Chúa Trời. The word of God says that. Yeah, và chính lời của Đức Chúa Trời nói như vậy. The Holy Spirit is with you. Yeah, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng với quý ông bà anh chị em. Right, if you were to turn to Colossians chapter 2 verse 9 and 10. Yeah. Và chúng ta xem trong Colossae Colossians chapter 2 verses 9 and 10. Yeah. Colossae chương 2 câu số 8 đến câu số 10. Right, what does it say? Can you read it, Sister Ruth? I'm sorry, so chapter 2 verse 9 and 10, yes. Yeah. Colossae đoạn 2 câu 8 và câu 10 à. Hãy thận trọng đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học. Oh, I'm so sorry. Right, I read it for you and then you translate. It says that for in him, that means for in God dwell all, in Jesus Christ dwell all the fullness of the Godhead bodily. 2 Colossians chapter 2 verse 9 and 10. Can you hear me? Yes, Colossians chapter 2 verse 9. I got you. Dạ tôi xin đọc ạ. Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài, nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. Amen. 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 First tense is and it says that and you are complete in him, which is the head of all principalities and power. Hallelujah. Và sự đầy trọn của thần tính của Ngài hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài, nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn ở trong Ngài. Hallelujah. Right, when the Holy Spirit comes, when you the minute you accept Jesus as Lord and Savior, the Holy Spirit comes to you.
Và khi mà anh chị em tất cả chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa và cứu Chúa của cuộc đời mình thì Đức Thánh Linh Ngài đến trên chúng ta, Ngài ở trong chúng ta. And the Holy Spirit never leaves you. Yeah. Và Đức Thánh Linh Ngài không bao giờ lìa bỏ quý ông bà anh chị em. Right, when the Holy Spirit is with you, do you think you have the power? Do you think you have the strength to overcome sin, overcome the work of the enemy? Yeah. Và khi chúng ta có Đức Thánh Linh ở trong mình thì chúng ta sẽ có được quyền năng của Đức Chúa Trời và đắc thắng mọi tội lỗi. Amen. 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 When you are saved, got baptized with the Holy Spirit once. You get baptized with the Holy Spirit only once. Yeah. Và chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh và chúng ta nhận phép báp têm Đức Thánh Linh. Right, we all believers are baptized with the Holy Spirit only once. Yeah, tất cả chúng ta đều nhận phép báp têm Đức Thánh Linh một lần. But you know, not all Christians are continuously filled with the Holy Spirit. Yeah, nhưng mà không có nhiều tín hữu, không có nhiều cơ đốc nhân cứ tái đổ đầy, cứ liên tục được đầy dạy Đức Thánh Linh. You see, we need. Baptism of the Holy Spirit is another thing. Infilling of the Holy Spirit daily is another thing. Yeah. Và anh chị em ơi, chúng ta phải cứ liên tục được tái đổ đầy, cứ liên tục được đầy dạy Đức Thánh Linh, phải liên tục được đầy dạy Đức Thánh Linh. Right, we need to be filled infilling of the Holy Spirit every day, daily on the daily basis. Yeah. Và chúng ta phải được đầy dạy Đức Thánh Linh mỗi một ngày, từng ngày, mỗi một ngày. You see, when the negative circumstances of life comes to us. Yeah. Khi mà những suy nghĩ tiêu cực cùng những cái suy nghĩ phạm tội đến trong tâm trí của chúng ta. It come in. And we need to take control of it. Yeah. Và chúng ta cần có quyền năng để chúng ta có thể kiểm soát được những suy nghĩ đó. We need to take control of our life. Yeah. Và chúng ta phải là người kiểm soát, nắm quyền chủ động trên chính đời sống của chúng ta. We need to push out or push back that that enemy has put into us, that has thrown to us, at us. Yeah. Và chúng ta phải là những người mà cứ tấn tới, chúng ta phải quyết định là tấn tới hoặc là thối lui lại trong bước đường chúng ta đi theo Chúa. Many Christians when they are faced with difficult circumstances, with many negative thoughts, with many problems. Yeah. Và ngày nay thì chúng ta là những cơ đốc nhân thì sẽ đối diện với rất là nhiều những suy nghĩ tiêu cực cũng như là những cái nan đề, vấn đề trong đời sống hiện nay. We most of the time we also push out the Holy Spirit. We do not listen to the Holy Spirit. Yeah. Và rất nhiều lần chúng ta khi mà đối diện với những hoàn cảnh như vậy thì chúng ta gạt Đức Thánh Linh Ngài qua một bên và chúng ta không có ngó ngàng gì đến Ngài. What we really should do is to keep on being filled with the Holy Spirit. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta phải cứ liên tục được tấn tới, chúng ta phải cứ liên tục được đầy dạy Đức Thánh Linh. If you would turn to your Bible to Ephesians chapter 5 verse 18. Yeah. Và chúng ta cùng mở Kinh Thánh trong Ephesians đoạn 5 câu số 18. Right, Ephesians chapter 5 verse 18. What does it say? Yeah. Trong Ephesians đoạn 5 câu số 18, Kinh Thánh chép rằng đừng say rượu, vì rượu dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dạy Thánh Linh. It says that and be not drunk with wine wherein in excess, but be filled with the Holy Spirit. Yeah. Và anh chị em thấy đó, câu Kinh Thánh này thì nói rằng chúng ta đừng say rượu, vì rượu sẽ dẫn đến buông tuồng, nhưng mà phải đầy dạy Thánh Linh. Right, when we are faced with circumstances that is beyond our control, we need to keep on being filled with the power of the Holy Spirit. Yeah. Và khi mà chúng ta đối diện với những nan đề, với những vấn đề trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta hãy nhớ rằng mình phải luôn được tấn tới và luôn được đầy dạy Đức Thánh Linh. It is a choice that we all must make. Yeah.
Và đó là sự lựa chọn của chúng ta. Right. To walk in the Holy Spirit. Để bước, đó là sự lựa chọn của chúng ta, để chúng ta có muốn bước ở trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh hay không. Amen. 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 To walk in the Holy Spirit. To walk in His power. Yeah. Đó là sự lựa chọn của chúng ta để bước theo Đức Thánh Linh hoặc là và bước theo quyền năng của Đức Thánh Linh. My brother, my sister, repentance is not a one-time thing. Yeah. Và Đức Thánh Linh Ngài sẽ ban quyền năng cho chúng ta và việc đó thì không chỉ là đến một lần duy nhất mà thôi. As long as we are alive, as long as we are on this planet Earth, we will sin. That is for sure. Yeah. Và việc đó sẽ quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ liên tục đến trên chúng ta. Nếu mà chúng ta xưng tội mình ra, chúng ta bước đi theo Ngài thì Ngài sẽ ban quyền năng cho chúng ta. That's why, you know, in God is so gracious. Yeah. Và Đức Chúa Trời Ngài rất là tốt lành với chúng ta. Right. Even though we keep on sinning and when we come to God in repentance, He forgive us. Yeah. Và Chúa Ngài rất tốt lành với chúng ta và anh chị em có thể thấy qua việc là khi mà chúng ta phạm tội cùng một tội đó liên tục phạm hết lần này đến lần khác và chúng ta đến với Chúa xin Ngài tha thứ thì Chúa Ngài vẫn tha thứ cho chúng ta. Right. We need to learn to give our life over to God and asking Him to direct our decision on a moment by moment basis. Yeah. Và chúng ta phải học để đầu phục Ngài trong suy nghĩ, trong động cơ tấm lòng của chúng ta, trong từng hành động, lời ăn tiếng nói của chúng ta. Amen. 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 Yeah, when you learn to do that, you will begin to live a righteous life, you begin to live a life that is pleasing to God. Yeah. Và khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta đang sống một đời sống công chính và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời đó anh chị em. Spiritual breathing is a conscious thing that we choose to do. Yeah. Việc hít thở thuộc linh tức là chúng ta chọn để làm theo sự hướng dẫn của Chúa, của Thánh Linh Ngài. The more you and I choose to do it, the more it become part of our life, become part of our nature. Yeah. Chúng ta càng sống, càng bước theo sự hướng dẫn của Chúa bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng kinh nghiệm sự đắc thắng, quyền năng của Chúa cùng với sự việc Chúa Ngài ở cùng chúng ta nhiều bấy nhiêu. Amen. 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 The more you practice spiritual breathing, it become part of you and then you will, when it become part of you, you become God conscious, become Jesus conscious, you have been led by the Holy Spirit and you will definitely walk a victorious and righteous life. Yeah. Và khi mà chúng ta thực hành việc hít thở thuộc linh giống như thế này á thì chúng ta sẽ càng ý thức về Chúa Giêsu Christ nhiều hơn, trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn và chúng ta sẽ sống một đời sống đắc thắng, đầy đắc thắng và quyền năng. My brothers, my sisters, are you ready to ask the Holy Spirit to direct your life? Yeah. Hỏi quý ông bà anh chị em ơi, quý ông bà anh chị em có sẵn sàng để Thánh Linh Ngài hướng dẫn đời sống mình không ạ? Are you ready to ask the Holy Spirit to make it possible for you to breathe in and breathe out the things of God just like you breathing oxygen every day, every second, every minute? Yeah. Và quý ông bà anh chị em ơi, quý ông bà anh chị em có sẵn lòng để hít thở vào không khí thuộc linh này, hít thở ra những quà tặng, những phước hạnh của Chúa trong ngày hôm nay không ạ? Are you ready? Anh chị em có sẵn sàng không ạ? Right, we all should desire, you know, to ask the Holy Spirit to direct our life, to take charge of our life, to lead us in the path of righteousness. Yeah. Và tất cả chúng ta đều có thể bước theo sự hướng dẫn của Chúa, nhờ Chúa giúp đỡ và Chúa sẽ ban quyền năng để chúng ta sống một đời sống đắc thắng, công chính và làm vinh hiển danh của Ngài. Right, if you are tonight, I'm going to close already. I say my message, my sermon tonight is very short.
Và nếu quý ông bà anh chị em sẵn lòng thì tôi quý ông bà anh chị em muốn cầu xin Đức Thánh Linh ngài về việc hít thở bầu không khí thuộc linh này thì tôi sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Are you ready to ask the Holy Spirit to direct your life? Yeah, anh chị em có sẵn sàng không ạ? Có sẵn sàng để Đức Thánh Linh ngài hướng dẫn đời sống mình không ạ? If you are ready, I want you to pray this simple prayer right now and by faith invite God to fill you with the with his Holy Spirit. Yeah, và nếu quý ông bà anh chị em chúng ta sẵn sàng thì ngay thời giờ này tôi sẽ cầu nguyện một lời cầu nguyện đơn giản và Đức Thánh Linh ngài sẽ đến và đổ đầy trên quý ông bà anh chị em. Not only now, but on a regular basis, on a daily basis. Hallelujah. Yeah, và không chỉ là tối hôm nay thôi, nhưng mà Thánh Linh ngài sẽ ở cùng với quý ông bà anh chị em trong những thời giờ, trong những lúc mà anh chị em có cần. Amen. 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 You see, if Jesus himself, when he was on earth, he need to go away to be alone with the Father and to be strengthened by him, how much more we need to be strengthened by the Holy Spirit. Yeah. Và chúng ta có thể thấy rằng khi mà Đức Chúa Giêsu Christ ngài đến trên đất này thì ngài rất là cần Đức Thánh Linh hướng dẫn, thì huống chi là chúng ta, thì chúng ta càng cần Đức Thánh Linh hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta đến mức nào nữa. Amen. Surely we need the Holy Spirit more. Right? Yeah. Và tất nhiên là chúng ta cần Đức Thánh Linh ngài càng nhiều hơn nữa rồi, đúng không ạ? Oh, in this difficult time, we need the host, more of the Holy Spirit. Yeah. Và thật ra là trong những giờ, trong những cái thời khắc khó khăn hoặc là những nan đề mà chúng ta cảm thấy nó rất là khó, thì chúng ta rất là cần, càng cần Đức Thánh Linh ngài nhiều hơn nữa. Well, let us pray this prayer together, and after this, you know, if there is anyone who needs prayer, I will pray for you, okay? Yeah. Và giờ này đây thì tôi xin phép được cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em, và sau giờ này nếu mà quý ông bà anh chị em có nhu cầu nào thì xin hãy chia sẻ, thì tôi sẽ cũng sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. If you want to be filled by the Holy Spirit and allow him to direct your life, I want you to lift up your hand and pray this prayer with me. Yeah. Và nếu có quý ông bà anh chị em nào muốn Đức Thánh Linh ngài đổ đầy trên quý ông bà anh chị em và hướng dẫn đời sống của mình thì xin hãy giơ tay lên ngay thời giờ này ạ. Hallelujah. Dear Father. Lạy Cha kính yêu của chúng con. I need you. Chúng con cần ngài. I acknowledge that I have sins against you. Yeah. Con xưng nhận và con thừa nhận rằng mình đã phạm tội trước mặt ngài. By directing my own life. Qua việc con tự điều hướng, tự dẫn dắt đời sống của mình. By doing things my way. Qua việc tự làm mọi việc theo cách thức riêng của chúng con. I thank you, Father. Và Cha ơi, con cảm ơn ngài. That you have forgiven vì ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của con. Through Jesus Christ's death on the cross for me. Qua việc Chúa Giêsu Christ ngài đã chết trên thập tự giá vì chúng con. I now invite Jesus Christ to again take his place on the throne of my life. Yeah. Và Chúa ơi, ngay thời giờ này con cầu nguyện để Chúa Giêsu Christ ngài một lần nữa lại đến ngự trị trên đời sống của con, cai trị con. Fill me with the Holy Spirit as you commanded me to be filled. Yeah. Và đổ đầy con bởi Đức Thánh Linh của ngài. And as you promised in your word that you would do it if I ask in faith. Yeah. Và như lời ngài phán hứa rằng nếu mà con cầu xin bởi đức tin thì ngài sẽ làm thành điều đó cho con. So I thank you, Father. Vậy Chúa ơi, con cảm ơn ngài. That you have heard my prayer. Vì ngài nghe lắng nghe lời cầu nguyện và nhậm lời con. By faith I receive. Và bởi đức tin con nhận lãnh. A new infilling of your Holy Spirit and His power.
sự đổ đầy tươi mới của Thánh Linh Ngài cùng với quyền năng của Thánh Linh Ngài. Lord, I pray this in the mighty name of Jesus. Và Chúa ơi, con cầu nguyện trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. And as an expression of my faith. Yeah, và bởi đức tin con nhận lãnh. I thank you for directing my life and for filling me with the Holy Spirit. Yeah. Và con cảm ơn Chúa vì Ngài hướng dẫn đời sống của con và đổ đầy con bởi Thánh Linh Ngài. I receive it in Jesus' name. Con nhận lãnh điều này trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Do you believe? Amen. Right. God heard your prayer and God will surely fill you with the power of His Holy Spirit. Yeah. Và Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của quý ông bà chị em và chắc chắn Ngài sẽ đổ đầy và ban quyền năng của Thánh Linh Ngài cho quý ông bà chị em. Right. Does this prayer, I want to ask you one question. Does this prayer express the desire of your heart? May you speak again? Does this prayer that you have just prayed express the desire of your heart? Yeah. Và tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em câu này, đó là lời cầu nguyện vừa rồi có tác động đến lòng quý ông bà anh chị em một chút nào không ạ? Right, is this your desire of your heart? Right. I want you to trust God to fill you with the Spirit, with His Holy Spirit right at this very moment. Yeah. Và nếu mà lòng quý ông bà anh chị em chúng ta khao khát để bước theo đường lối của Chúa, thì tôi muốn quý ông bà anh chị em hãy cứ hướng lòng tập trung về Chúa và liên tục được đổ đầy bởi Thánh Linh Ngài mỗi một ngày. Amen. 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 I pray tonight that you will learn right to breathe in spiritual oxygen. Yeah. Và tôi cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em tối hôm nay sẽ hít thở không khí thuộc linh ngay trong buổi tối ngày hôm nay. And I pray that you will get this spiritual oxygen. Yeah, và anh chị em sẽ hít thở vào không khí thuộc linh trong buổi tối ngày hôm nay. I pray that from tonight onwards, you know, spiritual oxygen, you'll be getting it every day. Yeah. Và không những thế, tôi cầu nguyện để quý ông bà anh chị em hít thở oxy thuộc linh này mỗi một ngày. It become a part of your life. It become a habit of your life. It become natural to you. Yeah. Và khi mà chúng ta cứ liên tục thực hành trong cái việc hít thở thuộc linh thì nó sẽ trở thành một phần của chúng ta, sẽ trở thành thói quen của chúng ta và nhờ đó chúng ta sẽ hít thở thuộc linh một cách rất là tự nhiên. I assure you, my brothers and my sisters, when you learn right to walk with the Lord, when you learn to receive from Him, to breathe in spiritual things from Him, your life will never be the same. Yeah. Và tôi đảm bảo với quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em học được việc hít thở thuộc linh này, thì chắc chắn là đời sống của quý ông bà anh chị em sẽ vững vàng ở trong Chúa luôn luôn và sẽ luôn được tươi mới mỗi ngày. Your life will be transformed. Yeah. Đời sống của quý ông bà anh chị em sẽ không còn như cũ nữa và sẽ được thay đổi, biến đổi. Because this is a promise of God. This is a covenant of God to you and I. Yeah. Và đó cũng chính là giao ước của Chúa, lời hứa của Chúa cho tất cả chúng ta. Right, the Bible says that therefore if anyone be in Christ, all things are passed away. Yeah, vì lời Kinh Thánh chép rằng những ai ở trong Đấng Christ thì mọi sự cũ đã qua đi và kìa mọi sự đều trở nên mới. All things are become new. Hallelujah. Mọi sự đều trở nên mới. Hallelujah. So tonight, you are all new creation through Jesus Christ. Hallelujah. Yeah. Và tối hôm nay thì chúng ta sẽ có một sự hiểu biết mới, một sự nhận thức mới về Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Tonight you can say with confidence, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Hallelujah. Yeah. Và tối hôm nay thì quý ông bà anh chị em sẽ rất là dạn dĩ để công bố rằng tôi làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban năng lực cho tôi. You can say with confidence, no, in Christ Jesus, I am more than a conqueror. I am more than an overcomer. Hallelujah. Yeah.
Và anh chị em cũng sẽ giảng dễ công bố rằng trong Chúa Giêsu Christ tôi nhờ Chúa Giêsu Christ mà thắng hơn bội phần, nhờ đó yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. You can say with confidence, I'm a daughter of God, I'm a son of God. Yeah. Và anh chị em cũng sẽ giảng dễ công bố rằng tôi là con trai, tôi là con gái của Đức Chúa Trời. When I'm a son of God, when I'm a daughter of God, I enjoy special privilege from my Father in heaven. Hallelujah. Và nếu tôi là con trai và nếu tôi là con gái của Đức Chúa Trời thì tôi sẽ vui hưởng những phước hạnh mà Đức Chúa Trời là cha tôi ban cho tôi. Can you say amen? Can you say thank you Lord for making me your son and your daughter? Yeah. Hỏi quý ông bà anh chị em là những con trai con gái của Chúa, quý ông bà anh chị em có thể nói amen và cảm ơn Chúa về điều này được không ạ? Amen. 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 All these promises are for you. Claim it, receive it in Jesus' name. Yeah. Mọi điều, mọi phước hạnh ở trong Chúa Giêsu Christ là của quý ông bà anh chị em. Hãy công bố điều đó cho đời sống mình ngay ngày hôm nay. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Right. Hallelujah. I will close now, and I want to open a time for those who needs prayer. I want to pray. I'm here to pray for you. If you have any needs, if you need prayer, just raise your hand and I'll pray for you. Yeah. Và tôi xin được kết thúc bài giảng buổi tối ngày hôm nay. Và thì giờ này quý ông bà anh chị em nào có nhu cầu thì xin hãy giơ tay lên và tôi sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Right. I don't want to leave a service without praying for people. Yeah. Tôi không muốn rời đi khi mà chưa cầu nguyện được cho quý ông bà anh chị em. Tôi không muốn điều đó chút nào. Hallelujah. Good to Hallelujah. See. Good to see Sister Kodoy, the smiling face, the joyful sister. Yeah. Rất là vui khi thấy cô. Tôi xin lỗi, tôi không nghe rõ tên à. Cô Đòi. Yeah. She is full of joy. She's always smiling. It's so good to see her. Hallelujah. Yeah. Và tôi rất là vui khi nhìn thấy cô với một cái nụ cười rất là rạng rỡ ở trên khuôn mặt. Hallelujah. God bless you, my dear sister. It's a joy to see you. Chúc ban phước cho cô. Right, may God continue to fill you with His joy. Và nguyện xin Chúa ngài cứ đổ đầy cô với niềm vui của Chúa. May God continue to use you to bring joy to the people that are around you, to bring joy to the people that comes into your life. Yeah. Và nguyện Chúa ngài cứ ban cho cô niềm vui và nhờ đó mà cô mang niềm vui của Chúa đến cho nhiều người khác xung quanh cô. I release the spirit of joy to come upon you, my dear sister Kodoy. Yeah. Tôi khai phóng sự vui mừng của Chúa trên đời sống của cô ngay thời giờ này. Go out and bring joy to those who need joy. Hallelujah. Hãy đi ra và mang niềm vui của Chúa đến cho nhiều người. Amen. 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 God bless you. Chúc ban phước cho cô. Anybody else who wants prayer, I want to pray for you. Yeah. Còn ai có nhu cầu gì cầu nguyện, xin mời, tôi sẽ cầu nguyện cho. Amen. Hallelujah. Yeah. Xin giơ tay ở trong phần react, trong phần biểu cảm reaction. Hallelujah, hallelujah. I wait for you. Don't be shy. If you need prayer, God is here to answer your prayer. God is here to touch you. Yeah, có phải chú Ngô Công Lý cần cầu nguyện không ạ? Dạ, xin mời chú ạ. Yes, brother. Nhờ một chú cầu nguyện. Hai con mắt với nó bị nhức cái đầu của sư. Nghe không sư? Yes. Nghe không cô? I hear you. Bị mổ mắt rồi bây giờ nó nhức cái đầu. Thấy nhờ một sư còn dùm. He has a surgery about his eyes. So
and head edge. Okay. He had a surgery on his eye, right? Yes. Mm-hmm. And now he's having what, headache? He cannot see properly. I'm sorry. Right, I'll pray for his eyes. I'll pray for his headache, right? He's having headache? Yes. Yes. Right, ask him to lift up his hand and keep his eyes on God. Yeah. Xin mời chú Lý nhắm mắt lại và giơ tay hướng lòng về Chúa. Right, Brother Lee, is it? Yeah, Lee. Right. Father, I just want to commit Brother Lee to you. I bring him before your throne of grace and anoint him with anointing oil in Jesus' name. Yeah. Và Chúa ơi, con trình dâng người anh em Lý của con trên tay của Chúa. Lord, I claim healing for his headache in Jesus' name. I speak to the headache, command the headache to leave him right now in Jesus' name. Yeah. Và con công bố sự chữa lành của Chúa đến trên đời sống của chú Lý ngay thời giờ này và sự nhức đầu, đau đầu phải đi ra khỏi đời sống của chú Lý. I release healing upon my brother in Jesus' name. Con khai phóng sự chữa lành của Chúa đến trên đời sống của chú Lý ngay thời giờ này trong danh Chúa Giê-xu. I speak to his eyes. Yeah. Và ta nói với lại đôi mắt của chú Lý. I command his eyes to respond to the power of Jesus Christ. Yeah. Và ta truyền lệnh cho đôi mắt phải phản ứng lại, đáp ứng lại với danh của Chúa Giêsu Christ. I speak healing upon his eyes in Jesus name. Yeah. Con công bố, con nói lời chữa lành của Chúa trên đôi mắt của chú Lý ngay thời giờ này trong danh Chúa Giêsu. Right, I pray in Jesus name that he will begin to see things clearly, his eyes, vision will be restored perfectly in Jesus' name. Cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, đầu của chú sẽ không còn đau nhức nữa và mắt của chú sẽ nhìn thấy rõ ràng, được phục hồi hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu. Receive your healing right now in Jesus' name. Hãy nhận lại sự chữa lành của Chúa giờ này trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Father, I also pray that you will strengthen my brother. Cảm ơn ông sư và cô. Dạ, cảm ơn chú. Con mắt thì bây giờ nghe nó không còn nhức đầu nữa. Amen. Thì nó cũng sáng nhưng mà nó chưa được sáng không? Yeah. He said that after you pray, he feel better with his head, but his eyes better, but not totally healing. Right, let me pray one more time. Father, yeah. Once again, I command the headache to leave him completely. I command, Lord, his vision to be restored completely in Jesus' name. Yeah. Và Chúa ơi, ngay thời giờ này con cầu nguyện một lần nữa, truyền lệnh trong danh Chúa Giêsu Christ, đầu và mắt của chú Lý được chữa lành một cách hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Receive your healing right now in Jesus' name. Hãy nhận lãnh sự chữa lành của Chúa ngay thời giờ này trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Hallelujah. How do you feel now, my brother Lee? Better? Complete healing, no more headache. Dạ, bây giờ chú Lý cảm thấy như thế nào rồi ạ? Thấy sáng cũng mang ăn một sư và cô đã nguyện mà Chúa chữa lành. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. He said that everything better and thank you Lord, thank you Pastor for praying for him. I keep on looking to God, keep on trusting God. God will give you complete healing. Amen. Ông mục sư nói là chú Lý hãy cứ tiếp tục trông cậy nơi Chúa, tin cậy nơi Chúa và cứ ngửa trông ở nơi Ngài, vì Chúa Ngài là nguồn của sự chữa lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Right, learn. I want to tell you something, my brother Lee. Begin to thank God for your healing. Begin to thank God for restoring your eyesight, and you will see the miracle that you're longing for. Và tôi cũng có lời này cho chú Lý, đó là hãy cứ tạ ơn Chúa, dâng lời cảm ơn Chúa liên tục thường xuyên, thì chú sẽ thấy được sự chữa lành hoàn toàn trên đôi mắt của mình. Amen. Amen.
Amen. Thank you, Lord, for my brother Lee, in Jesus' name. Cảm ơn Chúa vì sự chữa lành của Ngài dành cho người anh em Lý này, trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Anybody else who needs prayer? Dạ, còn ai có nhu cầu cần cầu nguyện nữa không ạ? Hallelujah, hallelujah. Right, there's a sister by the name of Zuyen. Dạ. Zuyen ạ. Right, she has a earring and her hair is quite long. Dạ. Xin mời cô Zuyen ạ, bởi vì ông mục sư thấy có vẻ là cô đã khao khát và đợi chờ lâu ạ. Hallelujah, God wants to touch you, my dear sister. Dạ, yeah. Chúa muốn đụng chạm cô, hỡi người chị em yêu dấu. Right, God sees your heart and God knows, you know, that God knows what your need is and God wants to touch you and God wants to bring restoration to you. Dạ, yeah. Chúa Ngài nhìn thấy tấm lòng của cô và Ngài muốn chúc phước cho cô, Ngài muốn phục hồi cô và ban cho cô mọi phước hạnh của Ngài. Hallelujah. You have been going through some tough and difficult time recently. Yeah. Có vẻ như là gần đây cô đang phải trải qua những cái tình huống, những cái nan đề nó khó khăn ở trong đời sống của mình. God is saying to you tonight, my daughter. Yeah. Và Chúa Ngài muốn phán với cô trong buổi tối ngày hôm nay, đó là hỡi con gái ta. I'm with you. Ta ở cùng con. You will never walk alone. Và con không có đang đơn độc một mình đâu. The Lord is saying to you, my dear daughter, learn to depend on me, learn to trust me. Yeah. Ta nhìn thấy con, nhìn thấy tấm lòng của con. Hãy học để nương cậy nơi ta, nương dựa nơi chính mình ta. Lord will say to you, I will turn everything around for you. Yeah. Và Chúa Ngài muốn nói với cô rằng Chúa sẽ xoay chuyển tất cả mọi thứ trở nên điều tốt lành cho cô. Right. God want to bless you tonight. God want to bring healing upon you tonight. Yeah. Chúa Ngài muốn ban phước cho cô buổi tối ngày hôm nay. Chúa Ngài muốn mang đến cho cô nhiều điều tốt lành trong buổi tối ngày hôm nay. Father God, heal my sister Zuyen in Jesus' name. Và Cha ơi, xin chữa lành cho cô Zuyen ngay thời giờ này trong danh Chúa Giêsu. Heal her spirit. Chữa lành tâm linh của cô. Remove every disappointment from her. Remove every hurt from her in Jesus' name. Và Chúa ơi, xin Ngài loại bỏ tất cả những tổn thương, những cái áp lực nặng gánh cho trong đời sống của cô ngay thời giờ này trong danh Chúa Giêsu. Turn everything in her life around and bless her that she will know that you are her God and you have a good plan for her. Yeah. Và xin Ngài xoay chuyển tình thế ở trong đời sống của cô ngay thời giờ này và ban cho cô phước lành, phước hạnh của Chúa, chữa lành cho cô. Heal her mind, heal her memory, heal her heart, heal her brokenness in Jesus' name. Yeah. Và xin Chúa Ngài chữa lành tâm trí, chữa lành những ký ức, chữa lành tấm lòng, chữa lành mọi lĩnh vực trong đời sống của cô trong danh Chúa Giêsu. Release all your hurt to God. He is healing you right now. He is comforting you right now. His spirit is touching you. His spirit is feeling you in Jesus' name. Yeah. Và con khai phóng sự chữa lành của Chúa, khai phóng sự đụng chạm của Chúa, tấm lòng của Chúa dành cho cô trong buổi tối ngày hôm nay và chữa lành hết mọi tổn thương đang tồn đọng trong đời sống của cô trong danh Chúa Giêsu. Right, give all your burden to Jesus right now. Và xin cô hãy dâng lên cho Chúa mọi gánh nặng của mình ngay thời giờ này. Right, the Bible says that God says to you, my daughter. Yeah, và Chúa Ngài phán với cô là hỏi con gái ta. Cast all your cares on me. Yeah. Hãy trao mọi gánh nặng cho ta. For I care for you. Vì ta quan tâm con, vì ta chăm sóc con.
Lord will say to you, my dear sister, in his time, he will make all things beautiful for you. Yeah, và hỏi người chị em ơi, Chúa Ngài sẽ khiến cho mọi thứ tốt đẹp vào đúng thời điểm của Ngài. Hãy tin cậy Ngài. Just trust him. Hãy tin cậy Ngài. And receive God's healing, God's blessing upon you right now in Jesus' name. Yeah, và nhận lãnh sự chữa lành của Ngài cùng phước hạnh của Ngài muốn dành cho cô trong buổi tối ngày hôm nay trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Hallelujah. 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 God sees your heart, God sees you, my sister. Chúa Ngài thấy tấm lòng của cô, Chúa Ngài nhìn thấy cô. Amen. Amen. And he loves you very much. Và Chúa Ngài yêu cô rất là nhiều. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Thank Hallelujah. You, Lord. Cảm ơn Chúa. Right, anybody else? Dạ, xin mời quý ông bà chị em ạ. Còn ai có nhu cầu cần cầu nguyện không ạ? Hallelujah. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Đức Chúa Trời là tốt lành. God is good. Amen. Đức Chúa Trời là tốt lành. Amen. 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 Oh, hallelujah. Anybody else? I don't want to leave you out. Dạ, còn ai còn cầu nguyện nữa không ạ? Xin mời mọi người ạ. Right, if no, right, let me bless you before we close the service. Dạ, nếu mà không còn ai thì tôi xin phép được kết thúc và cầu nguyện cho quý ông bà chị em, chúc phước cho quý ông bà chị em ạ. Hallelujah. Hallelujah. The sister in red, Sister Q, is it? Sister Q. I see her in red. Sister Q. Dạ, xin mời chị Kiều ạ. Tôi thấy chị có đang có nhu cầu gì còn cầu nguyện đúng không ạ? Hallelujah. Dear God, I bring Sister Q before you. So, I'm sorry. I'm praying for this Sister Q, the sister in red. Dạ. Tôi muốn cầu nguyện cho chị Kiều ạ. Right, dear God, touch my sister Q in Jesus' name. Và lạy Chúa, xin Ngài động chạm đến chị Kiều trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cause your healing power to flow from the crown of her head to the sole of her feet. Yeah, Chúa, sự chữa lành của Ngài được tuôn chảy từ đỉnh đầu đến gót chân của chị Kiều trong danh Chúa Giêsu. She need a touch of your hand upon her life. Yeah. Chúa ơi, chị Kiều còn sự động chạm của Ngài trên đời sống của chị. Touch her with your healing hand, release your healing power to flow to her. Xin động chạm đến chị và chữa lành cho chị. I speak to the liver, I command the liver to be healed in Jesus' name. Chúa, con khai phóng và con truyền lệnh, truyền sự chữa lành của Chúa đến trên đời sống của chị trong danh Chúa Giêsu. I speak to the kidney, I command the kidney to be made whole and to function normally in Jesus' name. Yeah. Và con cầu nguyện cho chị được chữa lành một cách hoàn toàn, được mạnh khỏe, tất cả các bộ phận trên thân thể của chị được hoạt động đúng chức năng của nó và được mạnh khỏe vững mạnh trong danh Chúa Giêsu. I speak to her fear, I command her fear to leave her right now in Jesus' name. Yeah. Con cầu nguyện sự chữa lành của Chúa đến trên đời sống của chị trong danh Chúa Giêsu. And I release faith to come upon her in Jesus' name. Và con khai phóng đức tin đến trên đời sống của chị trong danh Chúa Giêsu. Thank you for touching my sister in Jesus' name. Amen. Cảm ơn Chúa vì sự động chạm của Ngài trên đời sống của chị trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Hallelujah. 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 Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư, cảm ơn cô. Amen. Amen. So thank you, Sister Ruth. Thank you, everybody. Let me pray for you before we close the service. Is it all right? Yes. Cảm ơn mọi người và trước khi kết thúc thì tôi xin chúc phước cho mọi người ạ. Right, can you lift up your hand? Can we all lift up our hand as I bless you? Hallelujah. Xin mời quý bạn chị em chúng ta giơ tay mình lên và chúng tôi sẽ chúc phước cho hết thảy mọi người ạ. The Lord bless you, the Lord keep you.
Chúa ngài ban phước cho quý ông bà anh chị em, Chúa ngài gìn giữ quý ông bà anh chị em. The Lord cause his face to shine upon you and give you peace. Chúa ngài soi sáng, ngài hướng dẫn và ngài ban cho quý ông bà anh chị em sự bình an. The Lord bless your going out, your coming in. Chúa ngài ban phước cho anh chị em khi đi ra, khi đi vào. The Lord bless your rising up and your lying down. Chúa ngài ban phước cho quý ông bà anh chị em dư dật. The Lord cause his countenance to shine upon you. Chúa ngài sẽ soi sáng trên quý ông bà anh chị em. Lord grant you success, the Lord prosper you. Chúa ngài ban cho quý ông bà anh chị em cơ nghiệp và làm cho quý ông bà anh chị em được thịnh vượng. The Lord grant you favors, breakthrough. Chúa ngài ban ơn, ngài làm ơn trên đời sống của quý ông bà anh chị em. The Lord will make you the head and not the tail. Chúa ngài khiến cho quý ông bà anh chị em nên đầu chứ không phải là ở cuối rốt đâu. The Lord will supply all your need according to his riches and wealth and glory in Christ Jesus. Chúa ngài sẽ cung ứng, ngài sẽ chu cấp mọi nhu cầu quý ông bà anh chị em có cần trong danh Chúa Giêsu. The Lord will put you all of you under the shadow of his almighty wing. Chúa ngài sẽ che chở, ngài sẽ đặt quý ông bà anh chị em dưới bóng cánh của ngài. The Lord will send his angels to watch over you, over your family, over your loved ones. Chúa ngài sẽ sai thiên sứ của ngài bảo vệ quý ông bà anh chị em cùng với gia đình của quý ông bà anh chị em. The Lord will expand your borders, expand your territories. The Lord will keep evil away from you. Và Chúa ngài sẽ mở mang bờ cõi của quý ông bà anh chị em. The Lord will bless you indeed. Chúa ngài sẽ ban phước cho quý ông bà anh chị em. The Lord will answer and hear all your prayers. Chúa ngài sẽ đáp lời và nhậm mọi lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em. Bless your people tonight, I pray in Jesus' name. Và tôi chúc phước cho tất cả quý ông bà anh chị em tại nơi đây trong danh Chúa Giêsu. And everybody say, và Amen. 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 Can you please all unmute Amen. your mind and say a big Amen to the Lord. Hallelujah. Tất cả chúng ta có thể mở unmute. Chúng ta có thể mở mic lên và cùng nói đồng thanh nói amen được không ạ? Right, on your mic and give a big hallelujah and amen to the Lord. Và chúng ta cùng nói to amen và hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So back to you. Sư ba chúng con.